Hello, xin chào bà cô chú, anh kênh tôi bắt chước bắt chuột nha. Thì hôm nay thì đồng bên bên kinh này cắt lúa đó cả nhà. Bữa nay anh ba thì chưa bất bệnh chưa đi được. Ông Thanh thì đi mua đồ để chuẩn bị mùa nước nổi để về Đồng Tháp làm cả nhà. Ở miền Tây bắt chuột kìa nè cả nhà. Ok. Quay cho cả nhà xem coi, người ta nhiều con chuột. Dữ lắm đâu. Giờ chưa thấy chục nào chưa á, hết hồng không, đếm ra bao nhiêu người, gần 100 người á.
được không đây các bạn, giữ lớp đông anh em, chạy ra con nào tiêu con nấy hết, được hai con rồi đó. Hiện tại mình bắt chuột, cắt lúa bắt chuột thì nó ở nhà đông vậy đó. Chạy theo chơi chứ bắt được gì, được nhiêu. Tính ra nãy cả trăm người rồi về bớt rồi. Tiếp tục hướng qua đây đó anh em. Bung bung ra, bung ra cho nó bắt đi. Bung ra. Bung ra, chuột con không có gì đâu. Chuột con không à, bung ra đi. Quá trời anh em ơi. Đi kìa, đi kêu đi kìa. Nhìn chưa? Chà bá luôn anh em ơi. Bắt nè, nè. Dưới đó. Dưới đó. Không có tay nữa. Trắng nữa ông nội. Cái kìa. Còn nữa thì còn đó. Trái luôn kìa. Đúng không? Đúng không? Dạ. Còn nội. Phải ăn đi. Phải ăn đi.
lại về nữa bao rồi. Chịu nước lâu rồi đâu vậy? Hàng trăm anh em cả nhà ơi. Rồi mình gom đây anh em ơi. Gom ăn chuột lấy coi ai nhiều lấy luôn đi cái mọc. Rồi. Dốc quân. Dốc quân. Tim là đếm đầu người ta nhiều hơn chuột nha cả nhà. Thôi giờ rút quân về cả nhà ơi. Đây chuột đây. Bữa nay cũng được mười mấy con cả nhà. Cao quá nó không có chạy ra. Nó núp núp trong này.
cả nhà ơi. Ra đây ít xịu rồi, ra đây làm được mớ nữa cả nhà. Nãy về nhà mặn hết mớ rồi, ra đây làm được mớ nữa. Thôi giờ cũng chiều rồi cả nhà ơi. Chúc cả nhà có ngày vui vẻ tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân cả nhà. Cả nhà có thương cho em like cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha.